Ờ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của tôi. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm cực kỳ đặc biệt trong phân khúc xe tải hiện nay. Một dòng sản phẩm có cái tải trọng chỉ khoảng từ 1 tấn 9 đến 3 tấn rưỡi, nhưng lại có một cái kích thước về khung gầm chassis hay là thùng bệ hoặc cỡ lốp thì lại ngang ngửa với một chiếc xe 5 tấn bây giờ. Thì hôm nay sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem với chiếc xe như này thì chúng ta sẽ được những cái gì nhá. Thì mời các bạn cùng xem hết video của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chiếc xe này. Chiếc xe ở đây ngày hôm nay đó là chiếc xe Terraco 345SL, một phiên bản xe tải rất đặc biệt của nhà máy Daihan Moto. Thì Daihan Moto thì từng rất thành công với những dòng sản phẩm trước kia, ví dụ như 230, 240, 250, và hiện tại thì đang thành công với dòng xe tải nhẹ dưới 1 tấn, đó chính là Terra 100. Thì hôm nay Terraco đã cho ra mắt sản phẩm với hai phân khúc, đó là Terra 190 và Terra 345SL. Với cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ phục vụ cho các bạn, những khách hàng có cái nhu cầu cần một cái tải trọng nhỏ, gọi là tải nhẹ chỉ tầm 3 tấn rưỡi quay đầu, nhưng kích thước thùng thì lại cực kỳ lớn lên tới 6m2. Thì với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ dùng cho những cái công việc gì? Ví dụ như các bạn sẽ dùng để chở ba lét chẳng hạn này, chở giấy, chở bìa cắt tông, chở sắt thép. Tóm lại là những mặt hàng có cái tải trọng không quá lớn nhưng lại cần một cái chiếc thùng có cái kích thước dài và rộng tới 6m2, rộng khoảng gần 2m. Đấy, thì ở đây Terra 345 và Terra 190SN đã đáp ứng được cái nhu cầu đó của các bạn. Thì để phân biệt một chút giữa Terra 345SN với 190SN thì thực chất mà nói cái vẻ bề ngoài nó không khác gì nhau. Cái đầu tiên các bạn có thể nhận biết đây chính là ở tên của chiếc xe thôi. Đấy, nó sẽ để rõ luôn tên của chiếc xe ở đây rồi. Terra 345SN và Terra 190SN. Còn về cabin này, chassis này, thùng bệ cũng như là động cơ giống hệt nhau, hoặc chỉ khi nhìn hồ sơ thì chúng ta mới phân biệt được, tại vì trong hồ sơ nó sẽ ghi rõ là hồ sơ tải trọng của chiếc xe nào. Đấy, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ cùng tôi đi đánh giá về cái vẻ đẹp khách quan của chiếc Terra 345 tôi đang có ở đây nhá. Đây, thì cũng được thiết kế theo dạng có một cái kích thước giống một chiếc xe có cái tải trọng lớn khoảng độ 5 tấn đổ lên. Thì đây, với cái cabin là cabin dạng vuông. Cabin dạng vuông này thì sẽ giúp cho chúng ta có cái tầm quan sát tốt hơn. Vậy với cái chiếc thùng dài như vậy mà chúng ta lại cái tầm quan sát của chúng ta nó mà kém ấy thì nó sẽ rất nguy hiểm trong cái việc lái xe, rất dễ bị vẩy đuôi với một chiếc thùng dài. Thì ở đây cabin vuông này là hợp lý. Ngoài ra để bổ trợ cho cái cabin vuông này thì cái cụm gương chiếu hậu của hai bên cũng rất lớn, và nó còn được trang bị thêm một chiếc gương cầu nồi để cho chúng ta tiện quan sát cái phần phía trước đầu xe. Và ngoài ra một điểm đáng chú ý nữa đó chính là cái cụm gương ở bên hông này, bên cửa phụ này cũng có luôn. Đấy, tức là với cái đầu cabin như vậy là bạn còn trang bị thêm 1, 2, 3, 4, 4 chiếc gương đầy đủ các phía thì sẽ giúp cho chúng ta di chuyển và lái xe an toàn hơn rất nhiều. Đó, tiếp đến đó chính là đây, vẫn là một cái logo Daihan, hình chữ D của nhà máy Daihan Moto. Cái này là cái không thể lệch đi đâu được rồi. Và cụm đèn chiếu sáng hai bên thì cũng đã được thiết kế dạng bản rất là to, với cụm đèn pha cốt độc nhập, đèn bi. Đấy, có giải sáng chiếu sáng rất là tốt. Được trang trí ở bên cạnh đây cũng sẽ có một cái giải đèn led định vị này. Đấy, giúp cho cái phần đèn chiếu sáng của xe nó trở nên có hồn và đẹp hơn rất nhiều. Đấy, và ở dưới là cái ba đờ sốc thì cũng đã có trang bị sẵn đèn phá xương trên này rồi. Thế thôi, cũng sẽ không đánh giá gì nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ đi đến phần khung gầm chassis cũng như là hệ thống nốp. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống khung gầm cũng như là hệ thống nốp của chiếc xe Terra 345. Thì đây, mời các bạn quan sát kỹ vào đây. Thì như đầu video tôi cũng đã nói đấy, mặc dù cái tải trọng của nó không lớn, nó thuộc dạng phân khúc tải nhẹ, thế nhưng xe cũng đã được trang bị tất cả, ví dụ như là hệ thống nốp đây, với cái kích thước là 716LT, một cái kích thước lớn ngang với dòng 3 tấn rưỡi hoặc 5 tấn bây giờ. Đấy, rất là lớn. Tiếp đến đó chính là hệ thống khung gầm đi. Đây, mời các bạn nhìn vào đây. Xe 345 hoặc 190SN thì được trang bị cái khung gầm rất là lớn, với cái độ dày rất là kinh khủng. Theo tôi đánh giá đây thì thực ra là hơi thừa thãi một chút, vì đây vẫn thuộc phân khúc xe tải nhẹ. Nhưng điều đặc biệt đó là cái khung gầm của chiếc Terra 345 thuộc dạng là giải băng truyền, và nó trải dài hết từ đầu đến cuối với cái kích thước cố định,
nó sẽ không bị cắt gọt đi hay là nó sẽ nhỏ dần hay gì hết. Để điều này thì nó sẽ đảm bảo được là tất cả các vị trí ở chassis trên thùng này nó đều có cái độ dày như nhau và có độ chắc chắn ổn định ngang nhau. Đó, đó là một điều rất là đáng chú ý. Và hệ thống như chịu tải thì ở TDA 345 cũng như là 19N đều được trang bị cả trước cả sau đều có nhíp chịu tải và nhíp thuộc dạng nhíp gánh, tức là nhíp đặt trên cầu. Kia, các bạn có thể quan sát. Đấy. Nhíp gánh nhá, nhíp đặt trên cầu. Đó, cái bản nhíp rất là lớn. Như vậy thì thực ra để mà nói thì với cái khung gầm và hệ thống chassis cũng như hệ thống lốp ở đây thì hơi dư thừa với chiếc xe 345 hoặc 190N. Đó, như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Để bổ trợ thêm cho cái phần khung gầm ấy thì nhà máy cũng đã trang bị thêm tới 17 cái dầm ngang với cái khoảng cách cố định giữa các dầm nó khoảng độ 25 đến 30 cm. Như vậy thì giúp cho cái chiếc thùng hoặc là cái mặt sàn của thùng nó sẽ gần như là triệt tiêu hết cái độ võng của cái sàn thùng, giúp cho cái sàn nó trở nên cứng cáp và có sự ổn định tốt hơn rất nhiều so với các cái dòng xe khác bây giờ. Đấy. Ngoài ra thì ở hệ thống khung gầm nó còn được trang bị đây, sẵn một cái hộp để đồ này, tiện cho chúng ta có thể cất những cái đồ ngày sửa chữa ở đây, mang theo đi trên đường nếu có vấn đề gì chúng ta có thể tiện lấy ra để sửa chữa. Và hệ thống nhiên liệu của chiếc xe Terraco ở đây được trang bị một cái bình dầu khá là lớn. Với cái thiết kế hộp đựng nhiên liệu bằng hợp kim, chất liệu hợp kim thì nó vừa an toàn, vừa đẹp mắt mà vừa vừa bền, nó sẽ không bị ăn mòn. Và các bạn để ý nhá, ở trên đây thì nhà máy cũng đã rất là cẩn thận này, cũng đã khuyến cáo các bác tài, khuyến cáo này sử dụng dầu diesel 0,001% S, tức là với cái nhà máy đã khuyến cáo chúng ta là nên sử dụng cái dầu nhiên liệu như này. Ngoài ra thì giải thích thêm cho các bạn một chút là đối với cái loại dầu này ấy, thì nó sẽ rất là sạch, nó sẽ không có nhiều cặn bã, nó sẽ tốt cho động cơ hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ lên sử dụng cái nhiên liệu này thì nó sẽ tốt hơn, giúp cho động cơ bền bỉ hơn và có tuổi thọ cao hơn. Đó, đó là những cái thứ mà nhà máy đã rất là lưu tâm đến. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chiếc thùng nhá. Ôi. Chiếc thùng kín ở đây thì lại phù hợp với các mặt hàng sợ nước, ví dụ như là giấy hoặc bìa cắt tông. Đấy, rất hợp lý. Và thì để bổ trợ cho cái vấn đề đó thì cái chiếc thùng nó cũng phải đảm bảo được cái, tức là cái sự kín của nó hơn rất nhiều. Vì thế lên ở ngoài cửa nhá, đây các bạn để ý là nhà máy cũng đã trang bị những cái gioăng cao su này rất là dày và to, có cái độ mút rất là tốt. Như vậy thì nó sẽ không để ra một cái khe hở nào, giúp cho thùng kín tốt hơn và sẽ không bị rò rỉ nước hoặc là bị nước từ bên ngoài vào, đảm bảo cho chất lượng của cái hàng hóa chúng ta chở bên trong, đặc biệt là những vật liệu như giấy đấy cần tránh nước hoặc là đồ, ví dụ như là đồ điện chẳng hạn. Tôi đang có mặt trong chiếc thùng của chiếc xe tải TDA 345, và như vừa nãy tôi đã nói đấy, với cái hệ thống dầm ngang lên tới 17 cái dầm ngang và được đặt cách nhau với một cái khoảng cách cố định thì nó tạo cho cái mặt sàn của thùng có cái sự ổn định rất là tốt và nó sẽ không bị võng một chỗ nào luôn. Đấy, tôi dẫm nhá, chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch, tức là cái tiếng nó rất chắc chứ nó không hề có cái độ lộp bộp hoặc là ọp ẹp của chiếc thùng. Bình thường nếu mà chúng ta làm cái dầm không tốt hoặc cái mặt sàn không phẳng thì chiếc thùng nó dễ rất bị lọp bọp, tức là nó sẽ không ổn định và nó sẽ chỗ phồng chỗ dẹp, tóm lại là nó sẽ không chắc chắn. Hơi tiếc một chút là cái thùng ở đây mặt sàn nó hơi bị rỉ một chút, nhưng mà không sao cả, tại vì đơn giản thôi, ở đây là nhà máy họ sản xuất ra với cái chất lượng số lượng rất nhiều, cho nên vì thế là cái mặt sàn này khi mà chúng tôi cần hàng gấp ấy, thì nhà máy chưa kịp sơn một cái lớp sơn chống rỉ. Nhưng không sao, nếu các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì khi mà các bạn mua về chúng tôi sẽ giải quyết hết các cái vấn đề này cho các bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn làm lại mặt sàn thùng và sơn một lớp sơn chống rỉ lên thì cái thùng nó sẽ trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Thì đây, cái vách thùng ở đây thì là inox 430 với cái độ dày là 0,8. Nói chung là độ dày này thì nó vừa phải, nhưng mà theo tôi thấy thì nó rất là cứng cáp. Và ngoài ra này, các cái khung xương ở trong thùng được làm từ các thanh U với kích thước rất lớn, bản to khoảng độ 40x40. Đấy, giúp cho chiếc thùng đứng vững hơn, chắc chắn hơn rất là nhiều luôn.
Các bạn có thể để ý nhé, rất nhiều dòng xe ở trên cái nóc này này là người nhà máy người ta không làm cái thanh dầm này đâu, người ta không làm đâu. Thế nhưng nhà máy D2 Moto rất cẩn thận, nhà máy ngoài làm hai bên ra thì cũng làm cả cái khung xương ở cái phần nóc thùng luôn này. Đấy, thì với cái chất lượng thùng ở đây thì tôi thấy nó rất hợp lý, rất chắc chắn, rất chất lượng. Điều đáng tiếc mà tôi vừa nói đến đó là nhà máy chưa kịp sơn chống rỉ thôi, nên chiếc thùng ở đây chúng tôi để ngoài mãi thì do cái nhiệt độ độ ẩm hơi cao một chút nó rỉ, nhưng không sao, vấn đề này hoàn toàn xử lý được đó. Đấy, thì chiếc thùng nó cũng chỉ có vậy thôi, không có gì nhiều. Và ngoài ra thì cái sàn, lớp sàn thùng ở đây nó có cái độ dày như thế 2,8 ly, rất dày, bình thường chỉ khoảng 2 ly, 2 ly rưỡi thôi nó đã dư sức rồi, ở đây thì nó dày tới 2 ly 8 đó. Đối với một chiếc xe tải thùng kín lớn với cái kích thước thùng dài tới 6,2 m thì điều không thể thiếu đó chính là cái cửa hông ở đây. Đấy, cái cửa hông này thì sẽ giúp cho các bác tài nhàn hơn rất nhiều, tức là chúng ta có thể vận chuyển hàng hóa từ hai cửa, ở chỗ nào chúng ta đỗ, làm sao chúng ta đỗ nó tiện nhất ở cái cửa nào thì chúng ta sẽ vận chuyển hàng hóa qua cái cửa đấy. Thì đây cũng đã có một cái cửa hông, và cửa hông này thì được chúng tôi nhà máy bo cái viền inox rất là to với bản to dày dặn đấy, rất chắc chắn, cũng có những cái gioăng cao su này với cái độ mút rất là tốt, giúp cho cửa nó kín hơn rất nhiều. Và đây, quên mất chưa nói với các bạn thì ở bên kia cũng có, tức là xe thì cũng đã được trang bị hai cái cản hông rồi, giúp bảo vệ hai bên sườn cũng như là hệ thống thùng nhiên liệu hoặc là hộp để đồ hoặc là ắc quy. Đấy, hai cái cản hông này nó sẽ che chắn cho hai bên sườn của chiếc xe đó, rất an toàn. Thế thôi. Ngoài ra thì chiếc xe tải Tera 345 này thì được trang bị cái động cơ Isuzu. Động cơ Isuzu được dập nổi trên thân máy với cái dung tích xi lanh là 2,8 và có tạo ra sản sinh ra một cái công suất cực đại lên tới 110 PS. Đối với một chiếc xe to thì cái công suất như vậy thì nó hơi nhỏ một chút thôi. Thế nhưng ở đây thì vẫn thuộc dòng tải nhỏ, như thế là hợp lý rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời các bạn lên trên nội thất của chiếc xe Tera 345 ở đây, xem nội thất của nó như thế nào nhá. Đây, mời các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ trèo lên nội thất này. Đối với một chiếc xe to với tải trọng từ 1 tấn 9 đến 3 tấn rưỡi thì đương nhiên ở nội thất sẽ là ba ghế ngồi rồi, nhưng mà ghế ở đây thì vẫn là bọc lì thôi, chưa có ghế da đấy. Rồi, mời bạn quay phim lên đây đi để tôi nổ máy lên, xong rồi tôi sẽ test một số trải nghiệm lên cho các bạn. Tôi sẽ nổ máy luôn này. Đấy, nói chung là tiếng động cơ rất là êm này, cũng đã được xe to và cũng được trang bị sẵn cái hệ thống trợ lực lái rất nhẹ đó, hệ thống kính chỉnh điện này đó, hệ thống kính chỉnh điện. Và nội thất của Tera 345 ở đây thì hầu như các cái chi tiết ở đây nó đều được trang bị và đều được mạ viền chrome, giúp nội thất của xe trở nên bắt mắt hơn rất nhiều. Và ngoài ra ở đây thì cũng đã được trang bị sẵn một cái màn hình giải trí, và màn hình này cũng nó cũng đã tích hợp với chiếc camera nùi, rồi là cổng cắm USB đó, rất nhiều điều hòa hai chiều, có đủ cả. Bạn là một chiếc xe mà có thể phục vụ cho các bạn trong cái thời kỳ hiện đại bây giờ thì nó phải có đầy đủ, thứ nhất trợ lực lái, thứ hai điều hòa hai chiều, thứ ba hệ thống kính chỉnh điện, thứ tư là hệ thống giải trí màn hình đó. Ngoài ra thì một số chi tiết thêm, ví dụ như cụm gương đây. À, để cho các bạn có thể tiện quan sát thì tôi sẽ quay cho các bạn xem nhé. Khi ngồi trong xe đầy đó với cái cụm gương như này thì cái tầm quan sát của chúng ta nó trở nên tối ưu hơn rất nhiều này. Cụm gương trước cầu lồi này, gương hông này, đó, giúp chúng ta lái xe an toàn hơn rất nhiều. Và ngoài ra thì trên xe thì cũng trang bị này, tẩu châm thuốc cũng như là các cái hộp để đồ với bản lớn đây. Mặt đồng hồ trên xe thì cũng có hai đồng hồ thôi, cả cái đồng hồ vòng tua lẫn đồng hồ nhiên liệu đó. Còn bên này là đồng hồ của nhiệt độ động cơ với cả tốc độ động cơ. Thế thôi, chỉ đã chạy được 24 km rồi. Trên xe thì trang bị một hộp số nhỏ thôi, hộp số 5 cấp với 5 số tiến, một số nùi. Tải trọng nhỏ như vậy thì cũng chỉ cần hộp số như này là dư thừa rồi.
Và chiếc chìa khóa ở trong đi theo xe thì cũng đã được trang bị sẵn là khóa điện. Đó, rất hợp lý. Vừa rồi tôi đã cùng các bạn tìm hiểu về chiếc xe cực kỳ mới lạ trong phân khúc xe tải nhẹ bây giờ, với tải trọng 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi, với chiếc thùng 36m2, rất phù hợp với các bác tài có cái nhu cầu chở mặt hàng cồng kềnh, mặt hàng dài, cần một cái diện tích thùng dài. Và đương nhiên bổ trợ cho nó cũng là hệ thống nốp cũng như là hệ thống khung gầm chassis, rồi là một cái động cơ vừa phải để giúp cho các bác tài có thể vận hành chiếc xe này một cách êm ái và an toàn. Ngoài ra nhá, chiếc xe này khi các bạn sử dụng ấy, các bạn còn tiết kiệm được rất nhiều khoản. Ví dụ đơn giản thôi, với chiếc xe này thì với cái tải trọng như vậy vậy thì chúng ta chỉ cần dùng bằng B2 là chúng ta cũng có thể chở được rồi. Nếu thử hỏi nếu các bạn mua các cái dòng xe khác với phân khúc tải trọng thùng dài 62 bây giờ, nó thường thường là sẽ rơi vào tải trọng khoảng độ 5 tấn đổ lên. Như vậy thì các bác không thể nào dùng bằng B2 mà có thể vận hành nó được. Như vậy thì chúng ta lại tốn thêm cái chi phí là chúng ta phải nâng bằng. Điều thứ hai nữa đó chính là cái chi phí đường bộ của chiếc xe ở đây nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với cái dòng xe 5 tấn. 5 tấn thường thường nó phải gần như là gấp đôi cái giá trị phí sử dụng đường bộ của chiếc xe 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi ở đây. Đó. Nếu các bạn có quan tâm đến chiếc xe tải Terra 345 hoặc Terra 190SN này với chiếc thùng dài như thế này thì hãy liên hệ với tôi qua số hotline tôi để dưới video để tôi có thể tư vấn thêm cho các bạn về chiếc xe này. Ngoài ra thì hãy đăng ký kênh Văn Tình Auto Tây Đô của tôi để tôi có thể mang đến cho các bạn nhiều dòng sản phẩm hơn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.